đặt khuyên mấy chị em phụ nữ nha, khi mà mình bị gãy gánh rồi á, mình lỡ một lần đò rồi á, thì thôi mình ở vậy mình nuôi con cũng được mọi người. Đừng có bước thêm bước nữa. Theo cái khảo sát á, thì 10 người đã gãy gánh bước thêm bước nữa, hết 8 đến 9 người là than khổ rồi. À, cho nên mọi người nên nhớ, mình ở vậy cũng được. Mình thích làm gì mình làm. Mình thích đi đâu mình đi. Đó, mình thích ăn gì mình ăn. Đó, không có phải là lệ thuộc. Không có lệ thuộc cái tinh thần. Không lệ thuộc cái thể xác. Không lệ thuộc tiền bạc. À, mình không có ràng buộc. Mình không có cái sợi dây ràng buộc. Cho nên mình muốn làm gì mình làm. Còn bây giờ mà bước thêm bước nữa thì nó khổ lắm. Mà khổ trước mắt là khổ cho con của mình. Nha mọi người nha. Nghe Đạt. Mình đã gãy một lần rồi. Mình biết vậy là được rồi. Nói chung cái đời người mình biết được một lần vậy là được rồi. Mà cái lần mình biết đó lần đau khổ đúng không? Đó. Mà nó đã buông được rồi. Thì thôi ở dậy nuôi con. Nghe tôi. Ở dậy nuôi con. Đừng bước thêm bước nữa.